Chào các bạn đến với một video nữa của Team Winadies. Mình là Khoa. Và sau cái ngày hôm qua fail quá trời fail thì hôm nay mình quyết định quay lại cái gốc của mình, cái mà sở trường của mình, đó là chân dung. Kênh của mình rất là may mắn khi mà có được cái lượng xem từ nam và nữ bằng nhau 50-50. Nhưng mình cảm thấy là những content mình ra gần đây toàn dành cho những bạn nam là chủ yếu, và mình đang bỏ quên những bạn nữ. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ chụp gì đó nhẹ nhàng một tí, trong sáng một tí, girly một tí. Nhờ vào cái tài mua sắm vô độ của mình, cho nên là kỳ trước khi mà mình làm cái bảng LED này, giờ mình còn dư một đống dây và mình sẽ tận dụng nó. Hôm nay mình sẽ lấy nó làm nguồn sáng. Và mình còn một đống bông gòn có màu sẵn do một người em gái thân thương quay đây chụp để quên. Hôm nay mình sẽ xài nó girly ha. Và cuối cùng, để tăng gia vị cho cái bộ ảnh này, mình sẽ sử dụng thêm một tấm gương. Với ba thứ này kết hợp lại với nhau, mình sẽ có một cái bộ ảnh rất là trong trẻo và ngây thơ, rất là girly dành cho những bạn gái. Những bạn nam á có thể thử luôn nếu mà muốn, nhưng mà bạn thử xong thì có lẽ mình không muốn coi đâu. Vậy chúng ta vào khâu chuẩn bị. Và sau bao nhiêu cái công setup đó, với vừa gòn, vừa dây led, vừa fairy light, vừa gương nữa, thì chúng ta không thể nào thiếu một bạn mẫu đẹp, chuyên nghiệp được. Và đó là lý do chúng ta mời. Chào mọi người, lại là Lê Hằng đây. Bây giờ chúng ta không mất thời gian nữa, luôn. Đen, bông gòn, gương. Đây là những thành phần hoàn hảo để tạo ra một ảnh trong trẻo girly cho các bạn gái rất là đẹp. Nhưng mình đã lỡ tay gray cho nó màu tối thui, nhưng nó vẫn đẹp. Coi hình nha. Sau 2 tiếng quay đủ kiểu, sử dụng đủ thứ đạo cụ, đổi đủ thứ thế hết, thì bây giờ mình khá là mệt. Về cái phòng của mình nó quay lại với trạng thái chuồng heo ban đầu. Thì bây giờ mình sẽ chốt clip qua đây, mấy bạn thấy hình như thế nào? Hằng, em có cảm nghĩ gì về buổi chụp đây không? Tuy là hình cũng đẹp á, nhưng khá là mệt so với cái video lần trước. Nhưng mà không sao, hy vọng là mọi người có thể yêu thích cái video lần này. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé.